Và chúng ta sẽ cắm hoa huệ vào bình trước bàn thờ sau khi các em dâng hoa xong. Chúng con xin cảm ơn. Đường rước, hôm nay trời khá là mát mẻ. Chúng con cũng xin phép quý cộng đoàn chúng ta sẽ rước kiệu Đức Mẹ đi vòng ngoài. Đi ngay cổng đài Đức Mẹ, chúng ta sẽ hướng về cổng chính và tiến vào thánh đường. Thứ sáu các em thiếu nhi dân hoa, thứ bảy kiệu Đức Mẹ, thứ tám là linh mục chủ tế. Và chúng con cũng xin lưu ý một lần nữa, quý cộng đoàn cầm nhẫn huệ trên tay cắm hoa trước như thường lệ, mà chúng ta sẽ cắm hoa sau khi các em dâng hoa xong. Chúng con xin cảm ơn và xin mời đội kèn. Chúng ta bắt đầu đoàn rước. Xin mời chúng ta đi chậm chậm, chúng ta xin cộng đoàn chúng ta đi chậm lại.